Làm thế nào để thực sự mở lòng ra? Câu hỏi: làm thế nào để con có thể thực sự mở lòng mình ra? Trả lời: những hiểu lầm, những tri giác sai lầm là một phần của cuộc sống. Đó là nền tảng của những cuộc chiến tranh, xung đột, chết chóc, đau khổ. Nó giống như bùn đang ở trong đầm lầy vậy. Sự thực tập giúp ta giải tỏa được những hiểu lầm, lấy đi những tri giác sai lầm để phục hồi lại truyền thông và mang lại hòa giải. Chuyển hóa bùn thành sen, đó là một điều có thể làm được. Giáo lý của Bụt có thể giúp ta làm được điều đó với tư cách là một cá nhân hay một nhóm người. Và khi ta làm được điều đó với một nhóm người thì ta cũng có thể thay đổi được tình trạng của xã hội. Có những người trong chúng ta rất sợ phải yêu, không dám mở lòng mình ra. Họ sợ bởi vì họ đã đau khổ và nghĩ rằng yêu là khổ. Như vậy rất đáng tiếc, bởi vì tình yêu thương chân thật có thể mang lại cho ta rất nhiều niềm vui và sự trị liệu. Có những lúc mùa xuân đến, tất cả những bông hoa đều nở rộ, nhưng tại sao ta lại từ chối mở lòng mình ra? Bởi vì có một sự sợ hãi, sợ rằng sẽ đau khổ thêm một lần nữa. Đó là do ta không được học nghệ thuật để thương yêu. Cố nhiên là người kia đã không khéo léo, nhưng chính ta cũng không khéo léo nốt. Ta chưa biết cách để yêu thương. Người kia đã làm cho ta đau khổ, và ta cũng làm cho người đó đau khổ. Vì vậy, ta cần phải học giáo lý mà Bụt dạy về nghệ thuật thương yêu. Yếu tố thứ nhất của tình thương đích thực là từ. Tiếng Pali đọc là metta. Tình thương đích thực là phải có khả năng mang lại hạnh phúc. Lòng từ là một năng lượng có thể mang lại hạnh phúc cho ta và cho người kia. Nếu một tình yêu mà không thể mang lại hạnh phúc thì đó không phải là tình yêu. Đó là một cái gì đó khác. Đam mê, thèm khát, mong muốn chiếm hữu, tất cả đều không phải là tình yêu. Vì vậy, từ là một loại năng lượng mà ta phải vun trồng, tưới tẩm. Nếu đó là một tình yêu đích thực thì nó phải mang lại sự hạnh phúc, sự lành mạnh cho mình và cho người khác. Và cách để vun trồng, nuôi dưỡng lòng từ là phải có thời gian để nhìn và để hiểu. Hiểu được những đau khổ, khó khăn và nhu cầu của người kia, cũng như là những đau khổ, khó khăn và nhu cầu của chính mình. Ta cần thời gian để nhìn vào chính mình. Cần phải hiểu được những đau khổ, khó khăn cũng như những ước vọng sâu xa của bản thân. Và ta phải có khả năng chấp nhận được mình như mình đang là. Do vậy, hiểu biết chính là nền tảng của lòng từ. Kế đó, khi ta nhìn vào người kia, ta sẽ hiểu những đau khổ và khó khăn của họ một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Do đó, bước thứ nhất là phải hiểu mình và chấp nhận chính mình. Bước thứ hai là hiểu người kia và chấp nhận họ. Không có sự hiểu biết và chấp nhận này thì cũng khó mà có được hạnh phúc và nuôi dưỡng được tình yêu đích thực. Yếu tố thứ hai của tình yêu đích thực là bi. Tiếng Pali đọc là karuna. Bi là một năng lượng có thể giúp trị liệu. Khi ta có sự bi mẫn trong lòng thì ta sẽ bớt khổ đi nhiều và có thể mở lòng ra một cách dễ dàng hơn. Hãy nhìn sâu vào người kia, ta sẽ thấy những nỗi khổ, niềm đau trong người đó. Người đó là nạn nhân của những khổ đau của chính họ.
và người đó không biết cách ôm ấp những đau khổ của mình nên cứ tiếp tục đau khổ, làm ta đau khổ dù không phải người đó thật sự muốn như vậy. Vì thế, hiểu được nỗi khổ trong người đó, ta không còn giận họ nữa, mà ngược lại, ta sẽ muốn làm một cái gì đó, nói một điều gì đó để giúp cho người ấy bớt khổ. Như vậy có nghĩa là ta đã có được lòng từ bi ở trong lòng mình. Và khi lòng từ bi có trong ta, ta sẽ không khổ nữa, vì ta đã mở lòng ra với chính mình. Và giờ đây ta có thể mở lòng ra với người khác. Đó là năng lượng thứ hai của tình thương đích thực, Karuna. Khi ta có rất nhiều năng lượng của bi, gọi là đại bi, thì ta cũng là một vị Bồ Tát. Ta là một vị Bồ Tát vì tình thương trong ta rất lớn. Trái tim ta có thể ôm hết không những người thương của ta mà bao trùm lên tất cả. Đại từ, năng lượng từ phải được vun trồng. Và nếu không tiếp xúc với khổ đau, không có sự hiểu biết về khổ đau, ta không thể chế tác được lòng từ. Khi lòng từ được sinh ra thì cũng bắt đầu có sự trị liệu. Trị liệu cho ta và trị liệu cho thế giới. Với sự thực tập của từ quán và bi quán, ta sẽ ít khổ hơn. Ta bắt đầu nếm được cam lộ của tình thương và ta dễ dàng mở lòng ra hơn với cuộc đời. Yếu tố thứ ba của tình thương đích thực là hỷ. Tiếng Pali đọc là mudita. Nếu tình thương của ta không mang lại cho ta niềm vui và làm cho người kia khóc suốt ngày, thì đó không phải là tình yêu thương đích thực. Vì vậy, dấu ấn của tình thương đích thực là niềm vui. Và niềm vui cũng là sự trị liệu. Yếu tố thứ tư của tình thương đích thực là xả. Tiếng Pali đọc là upekkha. Xả có nghĩa là ta mở lòng mình ra và để cho người kia đi vào trong trái tim mình. Bởi vì nếu không mở lòng thì làm sao mà ta có thể ôm lấy người kia được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim ta sẽ ngày càng lớn thêm ra và chẳng bao lâu sau ta sẽ ôm hết tất cả mọi người, vì ta không còn sự kỳ thị với bất kỳ ai nữa. Trái tim của ta sẽ rộng lớn vô cùng nếu ta có thể ôm hết tất cả mọi người ở trong trái tim mình. Đó là tình thương của Bụt. Tình thương không loại trừ bất cứ một ai, không chỉ đối với loài người mà còn với cả các loài động vật, cỏ cây, đất đá. Tất cả được ôm trọn trong tình thương đó. Đó là sự bình đẳng, không phân biệt. Như vậy, giáo lý của Bụt về tình thương rất rõ ràng và cụ thể. Nếu ta thực tập, ta tứ tầm bốn yếu tố này, thì hạnh phúc sẽ đến với ta ngay lập tức. Ta không cần phải mất nhiều năm, nhiều tháng. Bởi vì khi ta thực tập từ, bi, hỷ, xả, hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt trong trái tim ta. Ngay khi đó, ta sẽ mở lòng ra được với chính mình và với những người xung quanh. Chúc cho tất cả các quý vị luôn từ, bi, hỷ, xả với chính mình và với tất cả mọi người.